Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 68 Phẩm và Pháp Giới thứ 39 phần 9 25 Người nữ Bà Tu Mật Đa phó thác thứ 5 hồi hướng vô tận công đức tạng. Bấy giờ thiện tài đồng tử được đại trí quang minh chiếu soi khai mở tâm suy ngẫm quán sát thấy tánh các pháp, đắc được môn Đà La Ni biết rõ tất cả lời nói âm thanh, đắc được môn Đà La Ni thọ trì tất cả pháp luân, đắc được sức đại bi làm chỗ quy y của tất cả chúng sinh, đắc được môn quang minh quán sát nghĩa lý tất cả các pháp, đắc được nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp giới, đắc được trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả pháp mười phương, đắc được sức tự tại khắp trang nghiêm tất cả thế giới, đắc được nguyện viên mãn khắp phát khởi tất cả bồ tát nghiệp. Lúc đó thiện tài đồng tử được đại trí huệ quang minh của tỳ kheo ni sư tử tần thân chiếu soi đến mà khai mở tâm, ngài suy nghĩ quan sát thấy được thật tánh của tất cả các pháp, đắc được môn Đà La Ni biết rõ tất cả lời nói âm thanh, đắc được môn Đà La Ni thọ trì tất cả pháp luân, đắc được sức đại bi làm chỗ quy y của tất cả chúng sinh, đắc được môn quang minh quan sát nghĩa lý tất cả các pháp, đắc được nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp giới, đắc được trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả pháp mười phương, đắc được sức tự tại khắp trang nghiêm tất cả thế giới, đắc được nguyện viên mãn khắp phát khởi tất cả bồ tát nghiệp. Thiện tài từ từ đi du hành đến thành Bảo Trang Nghiêm, nước hiểm nạn, bèn đi khắp nơi tìm cầu người nữ Bà Tu Mật Đa. Thiện tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam đến thành Bảo Trang Nghiêm, nước hiểm nạn rồi bèn đi khắp nơi tìm cầu người nữ Bà Tu Mật Đa. Đây là phó thác thứ 5 hồi hướng vô tận công đức tạng. Thiện tri thức tên là Bà Tu Mật Đa, dịch là thế hữu hoặc là thiện hữu, biểu thị ngài tùy thuận thế sự trời người mà phương tiện giáo hóa. Nước tên là hiểm nạn, biểu thị nghịch hạnh phi đạo bậc dưới không thể làm được. Thánh tên là Bảo Trang Nghiêm, biểu thị nghịch tùy thế hành sinh ra vô tận công đức tạng. Có người trong thành đó không biết công đức trí huệ của người nữ đó, bèn nghĩ như vậy: này đồng tử này, các căn tịch tĩnh trí huệ sáng suốt, không mê không loạn, nhìn rõ một tầm, không lười mỏi không chấp trước, mắt nhìn không nháy, tâm không dao động, thâm sâu rộng lớn như biển cả. Không nên có tâm tham ái, tâm điên đảo, sinh tưởng tịnh, sinh tưởng dục. Đối với người nữ Bà Tu Mật Đa này, không nên bị sắc người nữ này nhiếp thọ. Đồng tử này chẳng tu hạnh ma, chẳng vào cảnh giới ma, chẳng bị chìm bùn ái dục, chẳng bị ma trói buộc. Chỗ không nên làm, đã có thể không làm, sao có ý gì mà tìm người nữ này? Có người ở trong thành đó, không biết công đức trí huệ của người nữ Bà Tu Mật Đa đó, cho nên họ nghĩ như vậy: này vị đồng tử này, xem ra rất là chân thật, các căn đều tịch tĩnh, trí huệ rất thông minh sáng suốt, không mê hoặc, không cuồng loạn, mắt có thể quan sát, nhìn rõ một tầm, cũng không lười mỏi giải đãi, không có sự chấp trước, mắt nhìn không nháy, tâm không bị vật bên ngoài làm dao động, trí huệ rất là thâm sâu rộng lớn như biển cả. Không nên có tâm tham ái người nữ Bà Tu Mật Đa này, hoặc có tư tưởng điên đảo, nên sinh tư tưởng thanh tịnh, đừng sinh vọng tưởng dục niệm. Đối với người nữ Bà Tu Mật Đa này, không nên bị sắc người nữ này nhiếp trì. Vị đồng tử này nhất định chẳng tu hành hạnh của ma tu, cho nên không có ý niệm dâm dục, chẳng vào cảnh giới ma, chẳng bị chìm trong buồn lầy ái dục, chẳng bị quyến thuộc của ma trói buộc. Không nên đến đây tìm người nữ này, đã có thể không làm việc dâm dục, vậy đến đây tìm người nữ Bà Tu Mật Đa này có ý nghĩa gì? Những người này đều hoài nghi nên nói như thế, đây là biểu thị kiến thức nông cạn mà hoài nghi, nên nghịch hạnh khó biết được. Trong thành đó, có người trước đã biết người nữ này có trí huệ, bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, này người có thể đi tìm cầu người nữ Bà Tu Mật Đa này, là người đã đắc được lợi lành rộng lớn. Thiện nam tử, người nên quyết định cầu quả vị Phật, quyết định muốn làm chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, quyết định muốn nhổ mũi tên độc tham ái của tất cả chúng sinh, quyết định muốn phá tan hết thảy tịnh tưởng trong nữ sắc của tất cả chúng sinh. Nhưng ở trong thành đó, có người trước đã biết người nữ này có đại trí huệ, là một vị thánh nhân. Những người đó bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, nay ngươi có thể đi tìm cầu người nữ Bà Tu Mật Đa này, là ngươi đã đắc được lợi lành rộng lớn. Thiện nam tử, ngươi nên quyết định cầu quả vị Phật, quyết định muốn làm chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, quyết định muốn nhổ mũi tên độc tham ái của tất cả chúng sinh,
quyết định muốn phá tan hết thảy tư tưởng tịnh về sắc đẹp nữ giới của tất cả chúng sinh. Chúng sinh điên đạo vô minh cho rằng sắc đẹp là một vật thanh tịnh thủ thắng, đây cũng như đem đồng nát luyện muốn thành vàng. Họ nhiễm khổ làm vui mà chẳng biết tham cầu sắc đẹp sẽ dẫn đến đoạn lạc và vực sâu thống khổ. Người nên trợ giúp họ nhìn thấu, buông bỏ xa lìa ái dục, trở về nguồn cội. Thiện nam tử, người nữ Bà Tu Mật Đa đang ở trong nhà của cô ta, phía bắc chợ trong thành này. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi hoan hỷ vui mừng, bèn đi đến nhà của cô ta. Thiện nam tử, người nữ Bà Tu Mật Đa đang ở trong nhà của cô ta, phía bắc chợ trong thành này. Chợ là biểu thị sự ồn ào phức tạp. Phía bắc là chủ đối với diệt nhà, tức là rốt ráo không tịch. Biểu thị dục hạnh của người nữ Bà Tu Mật Đa này, nơi ồn ào thường vắng lặng, nên ở phía bắc của chợ, đây là Bồ Tát Đại Quyền thị hiện, dùng trí huệ và từ bi thâm sâu rộng lớn, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ bỏ trần hợp giác. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi rất hoan hỉ vui mừng, lập tức đi đến nhà của người nữ Bà Tu Mật Đa. Thiện tài thấy nhà của người nữ Bà Tu Mật Đa rộng lớn nghiêm đẹp, tường báu cây báu hào báu, mỗi thứ đều bao quanh người lớp. Trong hào báu đó có nước thơm tràn đầy, cát vàng dài mặt đất, có các hoa báu của chư thiên, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng đều phủ khắp trên mặt nước. Cung điện và lầu các rải rác các nơi, cửa lớn cửa sổ đều nối nhau thẳng hàng, đều treo lưới báu và treo lạc báu, nơi nơi đều treo tràng phan, vô lượng thứ chân kỳ dùng để nghiêm sức, lưu lì làm đất xen lẫn các báu, đốt hương trầm thủy, thoa hương trên đàn, treo các linh báu, gió động thành tiếng, lại giải các hoa trời đầy khắp mặt đất, có đủ thứ nghiêm đẹp không thể tả được, các chân bảo tạng số lượng trăm ngàn, 10 vườn rừng lớn dùng để trang nghiêm. Thiện tài đồng tử thấy nhà của người nữ Bà Tu Mật Đa rất rộng lớn, trang nghiêm đẹp đẽ, mỗi thứ tường báu cây báu hào báu, bốn phía đều bao quanh 10 lớp. Trong hào báu đó có nước thơm tràn đầy, cát vàng dài dưới đáy ao, có các hoa báu của chư thiên, hoa sen xanh, yêu bát la, hoa sen hồng, ba đầu ma, hoa sen vàng, câu vật đầu, hoa sen trắng, phần đà lợi đều phủ khắp trên mặt nước. Cung điện lầu các rải rác các nơi, cửa lớn cửa sổ nối nhau thẳng hàng rất đẹp, đều treo lưới báu và treo lạc báu, nơi nơi đều treo tràng phan, có vô lượng thứ chân kỳ dùng để nghiêm sức, lưu ly làm đất xen lẫn các báu, lại đốt hương trầm thủy, thoa hương trên đàn, treo các linh báu, gió động thành tiếng vang lên âm nhạc, lại giải các hoa trời đầy khắp mặt đất, đủ thứ nghiêm đẹp không thể tả hết được, các chân bảo tạng số lượng nhiều hàng trăm ngàn, có 10 vườn rừng lớn dùng để trang nghiêm. Đây là biểu thị công đức đầy đủ của người nữ Bà Tu Mật Đa nên hiển bày sự trang nghiêm tốt đẹp. Bấy giờ thiện tài thấy người nữ đó dùng mạo đoan nghiêm, sắc tướng viên mãn, da màu vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, không dài không ngắn, không thô không tế, trời người cõi dục không ai sánh bằng, âm thanh hay đẹp hơn các phạm thiên, tất cả chúng sinh tiếng nói khác nhau thầy đều hiểu rõ đầy đủ, thông đạt chữ nghĩa thâm sâu, luận nói khéo léo, đắc được trí như huyễn và môn phương tiện, các trội báu và các đồ nghiêm sức dùng trang nghiêm thân, như ý mà nì dùng làm mão báu để đội trên đầu, lại có vô lượng quyến thuộc vây quanh, đều cùng căn lành đồng một hạnh nguyện, phước đức đại tạng đầy đủ vô tận. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy người nữ Bà Tu Mật Đa dung mạo rất đoan nghiêm đẹp đẽ, sắc tướng viên mãn, da màu vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, không dài không ngắn, không thô không tế, trời và người trong cõi dục không ai sánh bằng, âm thanh của cô ta hay đẹp, một khi chúng sinh nghe được âm thanh của cô ta thì liền phát bồ đề tâm, âm thanh của cô ta thậm chí còn hơn âm thanh của tất cả phạm thiên, tất cả chúng sinh đủ thứ tiếng nói khác nhau, cô ta thầy đều hoàn toàn đầy đủ, thầy đều thông đạt hiểu rõ, cô ta minh bạch thấu đạt chữ nghĩa thâm sâu, học vấn uyên bác viên mãn, cô ta khéo luận đàm, nghệ thuật diễn nói rất khéo léo, cô ta đã được trí huệ như huyễn vào pháp môn phương tiện,
có các chuỗi bó và các đồ nghiêm sức để trang nghiêm thân cô ta, như ý Mani dùng làm mão báu để đội trên đầu của cô ta. Lại có vô lượng quyến thuộc vây quanh cô ta, họ đều dùng cùng trồng can lành, đồng pháp một hạnh nguyện, họ đều đầy đủ phước đức đại bảo tạng vô tận. Bấy giờ từ trong thân của người nữ bà Tu Mật Đa phóng ra quang minh rộng lớn, chiếu khắp tất cả cung điện trong nhà. Ai gặp được quang minh đó thì thân được mát mẻ. Bấy giờ thiện tài đi đến trước mặt người nữ bà Tu Mật Đa đảnh lễ đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó từ trong thân của người nữ bà Tu Mật Đa phóng ra quang minh rộng lớn chiếu khắp tất cả cung điện trong nhà. Phàm là ai gặp được quang minh đó thì thân được mát mẻ, thư thái. Lúc đó thiện tài đồng tử đi đến trước mặt người nữ bà Tu Mật Đa đảnh lễ, sau đó đứng chắp tay bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe tỳ kheo ni sư tử toàn thân giới thiệu ngài cho con nói. Đức Thánh ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói. Người nữ bà Tu Mật Đa bảo rằng: Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát tên là Lìa Bờ Mé Tham Dục, tùy sự ưa muốn của họ mà ta vì họ hiện thân. Nếu người trời thấy ta thì ta làm thiên nữ, hình tướng quang minh, thủ thắng không ai sánh bằng. Như vậy cho đến người chẳng phải người mà thấy ta thì ta lập tức vì họ hiện thân, người chẳng phải người, tùy sự ưa muốn của họ đều khiến cho họ được thấy. Người nữ bà Tu Mật Đa liền bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát tên là Lìa Bờ Mé Tham Dục. Lìa Bờ Mé Tham Dục, phàm phu nhiễm dục, nhị thừa thấy dục có thể lìa. Bồ Tát chẳng đoạn tham dục mà được giải thoát, trí rõ, tánh không, giác ngộ rõ, dục tức là đạo. Giống như nhiễm mà chẳng nhiễm mới là rốt ráo Lìa Bờ Mé Tham Dục. Người nữ bà Tu Mật Đà lại nói: Ta tùy thuận sự ưa muốn của chúng sinh mà ta vì họ hiện thân. Nếu người trời thấy ta thì ta thị hiện làm thiên nữ, hình tướng dung mạo rất quang minh, thủ thắng không ai sánh bằng. Như vậy cho đến người chẳng phải người mà thấy ta thì ta lập tức vì họ hiện thân, người chẳng phải người, tùy thuận sự ưa muốn của họ đều khiến cho họ được thấy. Nếu có chúng sinh ý dục ràng buộc đi đến chỗ ta thì ta vì họ nói pháp, họ nghe pháp rồi liền lìa tham dục, đắc được tam muội cảnh giới Bồ Tát không chấp trước. Nếu có chúng sinh tạm thấy được ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát hoàn hỷ. Nếu có chúng sinh tạm nói chuyện với ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội âm thanh Bồ Tát vô ngại. Nếu có chúng sinh tạm cầm tay ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát đến khắp tất cả cõi Phật. Nếu có chúng sinh tạm lên tòa ngồi của ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát giải thoát quang minh. Nếu có chúng sinh tạm nhìn ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát tịch tĩnh trang nghiêm. Nếu có chúng sinh thấy thân ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát hàng phục ngoại đạo. Nếu có chúng sinh thấy mắt ta nháy thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát Phật cảnh giới quang minh. Nếu có chúng sinh ôm giữ ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát nhiếp thọ tất cả chúng sinh luôn không xả lìa. Nếu có chúng sinh hôn môi ta thì liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát tăng trưởng tất cả chúng sinh phước đức tạng. Phàm có chúng sinh nào gần gũi ta thì tất cả đều trụ được lìa bờ mé tham dục, nhập vào bậc Bồ Tát nhất thiết trí, hiện tiền giải thoát vô ngại. Nếu có chúng sinh vì ý niệm dâm dục ràng buộc đi đến chỗ đạo tràng của ta thì ta vì họ nói pháp, họ nghe pháp rồi thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được tam muội cảnh giới Bồ Tát không chấp trước. Nếu có chúng sinh tạm thời thấy được ta thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được tam muội Bồ Tát hoan hỷ. Nếu có chúng sinh tạm thời nói chuyện với ta thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được tam muội âm thanh Bồ Tát vô ngại. Nếu có chúng sinh tạm thời cầm tay ta thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm,
đắc được Tam Muội Bồ Tát đến khắp tất cả cõi Phật. Nếu có chúng sinh tạm thời ngồi lên tòa ngồi của ta, thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được Tam Muội Bồ Tát giải thoát quang minh. Nếu có chúng sinh tạm thời nhìn ta và liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được Tam Muội Bồ Tát tịch tĩnh trang nghiêm. Nếu có chúng sinh thấy thần ta, thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được Tam Muội Bồ Tát hàng phục ngoại đạo. Nếu có chúng sinh thấy mắt ta nháy, thì liền lìa khỏi tâm tham dục niệm, đắc được Tam Muội Bồ Tát Phật cảnh giới quang minh. Nếu có chúng sinh ôm giữ ta, thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được Tam Muội Bồ Tát nhiếp thọ tất cả chúng sinh luôn không xả lìa. Cho nên cùng một sự việc mà bậc thánh nhân làm thì lìa khỏi tham dục, còn phàm phu đối với tình hình như vậy thì sinh ra tham dục. Cùng một người mà bậc thánh nhân và phàm phu khác nhau, cho nên người nữ Bà Tu Mật Đa tuy là người nữ nhưng bất cứ là người nam hoặc là người nữ nào ôm giữ cô ta thì chẳng những không còn tham dục mà ngược lại đoạn dục. Cô ta nói tiếp, nếu có chúng sinh hôn môi ta thì liền lìa khỏi tham dục, đắc được Tam Muội Bồ Tát tăng trưởng tất cả chúng sinh phước đức tạng. Phàm có chúng sinh nào gần gũi ta thì tất cả đều trụ được, lìa khỏi bờ mé tham dục, nhập vào bậc Bồ Tát nhất thiết trí, hiện tiền giải thoát vô ngại. Thiện tài bạch rằng, Đức Thánh ngài trồng căn lành gì, tu phước nghiệp gì mà được thành tựu tự tại như vậy? Đáp rằng, thiện nam tử, ta nhớ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Cao Hạnh, thành vương đô đó tên là Diệu Môn. Thiện nam tử, Đức Như Lai Cao Hạnh đó thường xót chúng sinh đi vào thành vua, đạp lên cổng thành thì tất cả trong thành đó thảy đều chấn động, hốt nhiên rộng lớn, các báu trang nghiêm vô lượng quang minh, chiếu thấu triệt lẫn nhau, đủ thứ hoa báu, dài khắp mặt đất, âm nhạc của chư thiên đồng thời đều tấu lên, tất cả chư thiên đầy khắp hư không. Thiện nam tử, lúc đó ta là vợ của ông trưởng giả tên là Thiện Huệ, ta thấy thần lực của Đức Phật, bèn sinh tâm giác ngộ, liền cùng với chồng đi đến chỗ Đức Phật, đem một đồng tiền báu dâng lên cúng dường Đức Phật. Lúc đó Văn Thủ Sư Lợi đồng tử làm thị giả cho Đức Phật đó vì ta nói pháp, khiến cho ta phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện tài đồng tử hỏi, bạch Đức Thánh nhà chồng căn lành gì, tu phước nghiệp gì mà được thành tựu tự tại như vậy? Người nữ Bà Tu Mật Đa đáp rằng, thiện nam tử, ta nhớ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Phật Cao Hạnh, thành vương đô đó tên là Diệu Môn. Thiện nam tử, Đức Như Lai Cao Hạnh đó vì thương xót tất cả chúng sinh mà đi vào thành vua, khi trần Đức Phật đạp lên cổng thành Diệu Môn thì tất cả trong thành đó thảy đều chấn động, hốt nhiên biến thành rộng lớn vô cùng, có các thứ báu trang nghiêm thành Diệu Môn đó, vô lượng quang minh chiếu thấu triệt lẫn nhau, đủ thứ hoa báu dài khắp mặt đất, âm nhạc của chư thiên đồng thời đều tấu lên, tất cả chư thiên đầy khắp hư không. Thiện nam tử, lúc đó ta là vợ của ông trưởng giả giàu có tên là Thiện Huệ, ta thấy thần lực của Đức Phật không thể nghĩ bản như thế, bèn sinh tâm giác ngộ mà xa lìa tham dục. Ta liền cùng với chồng của ta đi đến đạo tràng của Đức Phật, đem một đồng tiền báu dâng lên cúng dường Đức Phật. Lúc đó Văn Thủ Sư Lợi đồng tử làm thị giả cho Đức Phật đó vì ta nói pháp, khiến cho ta phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chỗ này bố thí tiền báu có hai ý nghĩa: một báu mà xả được nên được lìa tham; hai, một tiền tuy ít nhưng dùng tâm bồ đề nên thành tựu tự tại như vậy. Trong kinh Duy Ma Cật phẩm Phật Đạo thứ 8 có nói rằng, Bồ Tát thị hiện hành tham dục, lìa các nhiễm trước, vân vân, thị hiện có thê thiếp thể nữ mà thường xa lìa năm dục bùn lầy. Lại nói, thị hiện thọ nơi năm dục cũng lại hiện hành thiền, khiến ma tâm rối loạn không thể được tùy tiện. Trong lửa sinh hoa sen, có thể là hy hữu, tại dục mà hành thiền, hy hữu cũng như vậy. Hoặc hiện làm dâm nữ, dụ các người háo sắc, trước hết dùng câu dục móc, sau khiến vào Phật trí. Người nữ Bà Tu Mật Đa đối với lửa dâm dục mà chẳng động tâm, như hoa sen sinh trong bùn mà chẳng nhiễm bùn. Đây là Bồ Tát Đại Quyền Thị Hiện, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, lấy độc trị độc để dẫn dắt chúng sinh hướng về đạo giác ngộ. Thiện nam tử,
Ta chỉ biết giải thoát Bồ Tát địa bờ mé tham này như các đại Bồ Tát, thành tựu vô biên trí thiện xảo phương tiện tạng rộng lớn, cảnh giới không gì sánh bằng, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát địa bờ mé tham này như các đại Bồ Tát thành tựu vô biên trí huệ thiện xảo phương tiện bảo tạng rộng lớn của các ngài, cảnh giới các ngài biết được không gì sánh bằng, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Người hãy đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử, ở hướng nam này có thành tên là Thiện Đô, trong đó có cư sĩ tên là Tỳ Sắc Chi La, vị đó thường cúng dường chiên đàng tòa tháp Phật. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Bây giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ người nữ Bà Tu Mật Đa, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử ở hướng nam này có thành thị tên là Thiện Độ. Trong thành đó có vị cư sĩ tên là Tỳ Sắc Chi La, vị đó thường cúng dường chiên đàng tòa tháp Phật. Ngươi hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, ngài sẽ vì ngươi mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ người nữ Bà Tu Mật Đa, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, sau đó ân cần chiêm ngưỡng vị thiện tri thức, rồi tự tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác.